Nhi xin chào cả nhà. Thì hôm nay tiếp tục Nhi xin hướng dẫn và chia sẻ cả nhà mình một cái mẫu áo đầm Nhi mới vừa may xong, rất là dễ thương nha cả nhà. Thì cái mẫu đầm này là đầm liền nha cả nhà ơi. Thì đầm liền thì cái phần vai á có xe dúng nha, và có cái nơ rất là dễ thương, và cái phần ở dưới đùi mình nó có xíp ly nha cả nhà. Thì Nhi không nói chi nhiều nữa ha. Thì bây giờ Nhi sẽ mời Nhi cả nhà mình hướng theo Nhi xem chiếc màu rồi chiếc đầm mà sau khi Nhi may xong rồi có đẹp như thế nào nha cả nhà ơi. Cả nhà ơi, thì hôm nay là Nhi nhận thêm 4 bộ rèm cửa nữa nha cả nhà. Thì 4 bộ rèm cửa này khách mua ở tiệm rồi, nhưng mà khách không có đem về nhà Nhi, khách đem vô là trường học của Nhi luôn nè, khách đưa cho Nhi. Thì Nhi nhận được 4 bộ rèm cửa này rất là đẹp nha cả nhà, do rèm cửa này nó dài quá khách gửi lại cho Nhi á, nhờ Nhi là cắt ngắn rồi ha. Thì ở bên cái đây ha, thì khách cũng làm dấu rồi nha cả nhà. Đây khách cũng làm dấu rồi đây. Thì Nhi sẽ về nhà và Nhi sẽ xem theo cái thông số dấu của khách làm dấu vậy ha. Thì Nhi sẽ cắt theo cái tiêu chuẩn của khách đưa nha cả nhà. Màn cửa đẹp quá trời luôn. Thì bây giờ là giờ giải lao của Nhi. Thì khách là cái người này trong lớp học của Nhi á, thì họ có biết Nhi mai đó, cho nên là họ mới vừa mua bộ rèm cửa này thì họ đưa cho Nhi ha, đem về nhà và cắt sửa cho họ ha cả nhà. Đó, ở đây là sau khi sổ ra ha, và mình lấy thông số chiều dài ha. Còn ở đây là bộ rèm trong trong bao luôn nha cả nhà, trong bọc luôn thì chưa có khui ra ha. Trong đây là hai cái nè cả nhà, ở trong cái túi này là hai cái nè, còn cái này là ba nè, còn ở đây nữa là bốn nè. Đó thì họ mới mua luôn ha. Thì trời ơi, nhận hàng sữa mà đi vô trong lớp học mà vẫn có nhận đồ sữa nữa nha cả nhà, vẫn đồ đem đồ về nhà làm cả nhà. Đây là lớp học của Nhi đó, đây ha. Đó, đây là trong lớp học của Nhi nè. Đó, lớp học trong giờ giải lao đó, mà Nhi tranh thủ giờ giải lao đó rồi Nhi nhận đồ sữa đem về nhà cả nhà. Đó, cho nên là vị của Nhi là bất cứ nơi nào cũng có nhận hàng đem về nhà làm nha cả nhà. Đó, ở đây là nguyên cái bao đây ha. Đó, rất là đẹp luôn. Đây hết cả nhà, thì đây là 4 bộ rèm cửa sau khi Nhi nhận ở trường học đem về hết cả nhà. Thì bây giờ thì Nhi sẽ tiến hành giới thiệu cho cả nhà mình cái về cái kiểu dáng màu sắc của chiếc rèm cửa này cho kỹ một lần nữa ha cả nhà. Và sau đó thì Nhi sẽ hướng dẫn cả nhà mình cách đo và cắt sửa chiếc rèm cửa này ha. Nó rất là đơn giản, nếu cả nhà mình theo dõi video của Nhi từ đầu cho tới cuối thì cả nhà mình sẽ xem theo đó, thì cả nhà sửa cái rèm cửa cho mình ở nhà rất là dễ nha cả nhà. Và bây giờ thì Nhi sẽ cho cả nhà mình xem và tham khảo về cái màu sắc và kiểu dáng chiếc rèm cửa này nha cả nhà ơi. Đây ha, là cái chiếc rèm cửa, 4 chiếc rèm cửa này là mới to luôn nha cả nhà. Nó còn trong bao, trong bọc gì luôn nha ha. Đó, thì chiếc rèm cửa nó đẹp như vậy nè cả nhà. Sau khi Nhi sửa xong thì khách sẽ đem về máng lên này sẽ như vậy nè cả nhà. Đó, cái kiểu dáng nó sẽ vậy đó ha, nó đổ xuống nó đẹp nè cả nhà ơi. Thì đây là cái trong bao ha. Thì đây là có 3 bộ còn vẫn còn trong bao ha cả nhà, vẫn còn trong bao bì ha. Còn ở đây là cái bộ là khách đã khui ra rồi ha cả nhà. Thì khách khui ra rồi thì khách cũng đã làm dấu ha. Đây ha cả nhà, thì khách cũng đã làm dấu và cái điểm dừng của thông số của khách yêu cầu ha. Thì khách đã lấy kim kim cúc á, thì khách đã kết lại ha. Đây ha, khách đã kết lại cho Nhi biết là cái thông số khách yêu cầu tới đó rồi đó ha cả nhà. Thì thì cái như vậy nữa thôi, thì Nhi sẽ về nhà thì Nhi tự Nhi mai Nhi thiết kế làm sao mà đúng thông số của khách ha. Thì đó, đây là cái rèm cửa này là rèm cửa lớn ha, nó rất là dài nha cả nhà. Đây ha, đó Nhi trả cả nhà mình xem này, nó rất là dài nha, hả, dài dữ lắm luôn cả nhà ơi. Đó ha, đây ha, từ đây ha mà nó dài ra tới ở cái vàng mái mai Nhi luôn nè. Đó vậy đó cả nhà, rất là dài luôn ha. Như cả nhà thấy màu đẹp không cả nhà, cái màu be này rất là đẹp ha. Đó, thì ở đây là Nhi sẽ quay cả nhà mình xem và tham khảo cái kiểu dáng của họ mai luôn ha. Ở đây là bề phải nè, bề phải họ mai nè. Đó, họ mai đường kim mũi chỉ cũng thấy cũng được quá cả nhà, cũng đẹp lắm. Còn trong đây bề trái nè, thì cái này do khách khui ra cái nền nhà của khách bị dơ á, cho nên là khách nói cứ mai cho khách đi gì khách sẽ giặt ha. Đây là cái miếng đệm nè cả nhà, cái miếng đệm của trong cái miếng rèm cửa nè. Đó, thì trong cái miếng đệm này nó có rất là nhiều cái phan lỗ ha. Nếu cả nhà mình thích cái con nhỏ thì mình sẽ xếp 4 con lại ha, thì nó thành con nhỏ ha. Đó, nếu mà cả nhà mình thích con to thì mình càng xếp cái lỗ nè, cái phản này nè càng to, thì ở ngoài này nó sẽ có cái sóng rất là to như vậy ha. Đó, mình muốn thích như thế nào thì tùy chủ nhà nha.
đó. Thì Nhi sẽ quay cho cả nhà mình xem cái kiểu dáng họ may, cái cách cách của họ may cái rèm cửa như vậy cả nhà. Còn ở đây là cái phen nè, cái móc nè, khi họ thích cái khoảng cách to nhỏ thì họ sẽ lòn vô cái lỗ nhỏ này ha. Đây nè, đó, ở đây họ cũng đã lòn cho mình xem sơ nè cả nhà. Đó, thì còn cái móc này ha, còn ở trên cái đầu này thì họ sẽ máng trên cái phen, trên cái thành cửa nha. Đó, đây là sau khi cái ba thành phẩm của cái màn cửa đó đó cả nhà, người ta may vậy cả nhà. Ở đây là bề phải ha. Thì thôi bây giờ thì Nhi sẽ bắt đầu hướng dẫn cả nhà mình cách may và cắt và may nha cả nhà. Đây bây giờ thì Nhi sẽ hướng dẫn cả nhà mình sẽ lấy dấu ha. Thì đây ha, khanh ngay trong chỗ cái điểm này thì khách đã lấy dấu sẵn cho mình rồi ha cả nhà. Thì mình sẽ dùng cục phấn này ha, và mình sẽ lấy dấu chuẩn ở điểm này ha. Đó, mình sẽ lấy dấu chuẩn này. Rồi sau khi lấy dấu chuẩn rồi thì Nhi sẽ tháo cái kim cúc này ra nha. Mấy cái kim cúc này khách đã làm dấu và khách đã kết nè. Đó, thì Nhi sẽ tháo ra ha, và Nhi để qua một bên. Rồi xong rồi thì từ đó ha cả nhà, Nhi có làm dấu phấn rồi nè ha cả nhà. Thì từ cái dấu phấn này ha, thì Nhi chừa cái like này nha cả nhà, Nhi sẽ dùng hút dây ha. Thì từ cái dưới cái chỗ dấu phấn này ha cả nhà, lấy lên đây cho Nhi ha, là cái like này là 12 cm nha cả nhà. Đó, thì mình sẽ lấy 12 cm ha. Rồi từ cái 12 cm này ha cả nhà sẽ đo xuống tới cái điểm chót của cái điểm dừng của cái like chính của họ ha, là viên thị của họ ha, là 7 cm nha. Thì bây giờ thì 7 cm nha cả nhà. Thì bây giờ thì Nhi sẽ hướng dẫn cả nhà mình sẽ nhập hai cái like này lại bằng ha, và mình sẽ dịnh phẳng im ha. Đó, mình sẽ dạng cũng phải thẳng im vậy nghe cả nhà. Rồi sau đó thì mình sẽ vuốt phẳng ha. Đó, mình vuốt phẳng như vậy thì mình trải cho cái đường cạnh của dưới lai này ha. Đó, cái rèm này ha, cho nó bằng nhau nha cả nhà. Đó, thì bằng nhau rồi xong hết rồi ha, mình chỉnh cho nó phẳng im hết vậy ha. Đó, khi im phẳng hết rồi thì Nhi sẽ lấy chiếc dây ha, và phấn ha, Nhi sẽ hạo nha. Hạo từ cái phần dưới lai nha, mình sẽ đo từ cái phần dưới lai này ha, đo lên trên đây ha, là 7 cm nãy mình có đo rồi đó cả nhà, 7 cm ha. Rồi kế tiếp bên đây cũng vậy luôn ha, thì từ đây đây mình cũng đo luôn 7 cm nha. Đó, rồi qua tới bên đây ha, cũng 7 cm luôn đó. Khi mình đo 7 cm xong rồi thì mình sẽ dùng thước ha. Đây ha cả nhà, mình sẽ dùng thước, mình sẽ gạch ngang qua nha, mình sẽ chỉnh ha, nhớ cả nhà cho đều nha cả nhà, để hộp có lai bị sao le nha. Rồi mình sẽ dùng thước ha, mình sẽ hạ qua nha, mà mình sẽ gạch thẳng qua ha, một đường đậm nha. Đó, dài qua tới bên kia luôn đó cả nhà. Đó, đó là cái mẹo ha, để mình rất là tiện lợi để mình cắt ha. Sau khi Nhi đã vẽ xong rồi ha cả nhà, có một đường phấn xanh ngang ha, thì Nhi sẽ dùng kéo ha, và Nhi sẽ cắt tiếp thẳng qua luôn nha. Đó, Nhi sẽ cắt thẳng qua nha cả nhà. Đó, như vậy đó thì một hồi là Nhi sẽ hướng dẫn cả nhà mình dắt sổ ha. Như vậy đó mình cứ cắt hết cho bốn cái rèm cửa luôn nha. Đó, nó cũng rất là dễ sửa nha cả nhà, nó cũng không khó gì đâu, nó đơn giản lắm. Thì Nhi sẽ chỉ cho cả nhà những cái mẹo ha. Còn ở đây là cái phần này là phần lai bỏ nha cả nhà, không có sử dụng nữa ha. Đó, rồi xong rồi thì mình sẽ làm tiếp cái bốn cái rèm cửa nữa ha. Đây ha cả nhà, thì đây là cái rèm cửa mới ha. Thì rèm cửa mới này thì Nhi sẽ tháo ra, thì Nhi cũng làm tương tự giống như vậy luôn nha. Đó, cũng giống như cái rèm cửa thứ nhất ha. Đó, Nhi sẽ khui ra và Nhi sẽ trải ra ha, chỗ mới tinh luôn cả nhà. Ở trong đây họ đây ha cả nhà, phía trong cái rèm cửa mới tinh này ha, cũng họ có đưa cho mình cái móc phá và tự ý mình luồn ha, mình luồn hay nè ha cả nhà. Đó, mình muốn thích cái sóng lớn sóng nhỏ thì trong đây nó có hướng dẫn mình cách sử dụng nè cả nhà. Đó, ở trong đây là cái phen nè, họ bán trong cái bộ rèm cửa này họ có đã kèm theo cái phen này cho mình luôn ha. Đó, cứ như vậy đó thì Nhi sẽ làm hết luôn nha, làm hết luôn tất cả cái... trời ơi đúng là hàng mới xịn luôn cả nhà, còn luôn có giấy cạc tông luôn cả nhà. Đó, thì như vậy thì Nhi sẽ làm hết cho bốn cái rèm cửa mới này nữa nha cả nhà. Đó, thì khi khui ra rồi thì cứ vậy ha, từ dưới lai này ha, đo lên ha, mình gạch 7 phần đều mình cắt ngang qua nha. Bây giờ thì Nhi sẽ hướng dẫn cả nhà mình dắt sổ cái phần của cái lai này nha cả nhà. Sau khi mình cắt rồi bốn cái lai của cái rèm cửa này ha, thì Nhi sẽ để vô cái máy dắt sổ này, Nhi sẽ dắt ha cả nhà, Nhi sẽ dắt hết bốn cái lai luôn ha. Thì trong quá trình Nhi dắt sổ nó có ồn cả nhà thông cảm giùm nha cả nhà, máy dắt sổ này nó hơi ồn nha cả nhà ơi, cái máy sổ này máy sổ gia đình đó, nó hơi ồn lắm, cả nhà thông cảm giùm Nhi nha. Đó, thì mình sẽ dịnh phẳng im vậy ha, thì cái vậy thì cái kinh nghiệm của cái này đó, cái máy dắt sổ nó sẽ
sẽ kéo tới cái tới nha, mình không có gỉ, không có dùng gì này cả nhà. Tại vì do cái phần này, cái này là cái giải này, giải nó dày á, cho nên để tự động cái máy sổ nó sẽ lùa ha. Ngày cả nhà sau khi dắt ra cả nhà thấy cái bờ dắt sổ không? Rất là đẹp luôn cả nhà, dắt sổ rất là đẹp luôn á. Ở đây dắt sổ như tự chỉnh luôn cả nhà. Ở đây mướn thợ có như là cái đường mướn thợ như điều chỉnh luôn à. Đó, mình để vậy thì mình phải dắt tới, dắt tới nha. Sau khi dắt hết bốn cái em cửa này rồi thì như thế nè cả nhà, mình ủi nha cả nhà, mình ủi cái nai, mình sẽ nai ủi trước thì mai sau nó rất là đẹp nha. Cái điều nữa đó ha, đẹp lắm cả nhà ơi, cái bờ dắt sổ đẹp kinh hồn luôn á nè, bờ sổ rất là tuyệt vời luôn cả nhà. Bây giờ thì Nhi sẽ hướng dẫn cả nhà mình cái mẹo ha, để mình may cái lai cho nó đẹp và nó lẹ ha cả nhà. Thì mình sẽ trước khi mình may là mình sẽ ủi trước nha. Đó, mình sẽ chải cái miếng mà kèm cửa này cho phẳng cho em vậy ha cả nhà. Đó, mình vuốt phẳng cho em hết vậy ha. Rồi sau đó thì mình sẽ vuốt phẳng cái lai luôn nha. Rồi mình sẽ nhập lên cái lai hồi nãy mình cắt đó ha, là mình chừa 12 xăng đó cả nhà. Thì bây giờ mình sẽ xếp lên trên đây ha, đúng 12 xăng nha. Đó, đúng 12 xăng xong mình sẽ vuốt phẳng to bản đều nha, hết vậy luôn nha cả nhà. Đó, thì mình sẽ ủi nha, mình ủi định hình như vậy hồi mình mai rất là dễ nha cả nhà. Mình không ủi trước hồi mình mai có thể bị vặn nha, hoặc là cái lai lớn nhỏ nha, nó không có đều. Thì khi Nhi đã định lên bằng ủi lên nha. Đó, bằng ủi của Nhi hay có ồn ở nhà con cảm giùm nha cả nhà. Nhi mở bằng ủi hơi nước á, cho nên là nó ồ vậy nha cả nhà. Cả nhà thông cảm giùm ha. Đó, mình sẽ ủi định hình vậy nha cả nhà, định hình đều hết như vậy ha. Hồi mình mai rất là lẹ mà đẹp nữa cả nhà, nó không có bị lớn nhỏ nha, và không có bị vặn này ha, nó rất là tuyệt vời luôn á, rất là lẹ cho mình ha. Đó là cái mẹo nha cả nhà. Đây ha, là sau khi Nhi ủi thì nó to bản đều hết như vậy nha cả nhà. Đó, thì cứ vậy thì Nhi sẽ chải tiếp ha, và Nhi chải tiếp Nhi sẽ ủi cho hết cái rèm cửa này luôn nha. Đó, mình sẽ vuốt phẳng nha. Mình không vuốt phẳng mình ủi nó cũng có thể bị biến dạng nha cả nhà, cho nên là trước khi mình ủi, đặt bằng ủi lên thì mình phải định hình ha, cho nó đều hết nha cả nhà. À, mình định hình đều hết vậy ha, chỉnh cho nó phẳng nha. À, cho nó to bản đều nha. Rồi sau đó thì mình sẽ để bằng ủi lên ha. À, ủi đè nhẹ cái sống này ha, cho nó chết cái sống vậy ha. Rồi à, mình dễ mai nha. À, cứ thế như vậy thì mình sẽ ủi cho hết bốn cái kèm cửa luôn nha cả nhà. Rất là đều nha cả nhà. Sau khi ủi rồi to bản rất là đều ha. Bây giờ thì Nhi sẽ hướng dẫn cả nhà mình cách mai nha cả nhà. Thì cái sau khi mình đã ủi xong rồi ha, thì cái đây là cái chốt dắt sổ nè. Nếu cả nhà nào mà có máy dắt sổ thì như của Nhi thì càng tốt, mà không có máy dắt sổ không cần vấn đề nha cả nhà. Không có máy dắt sổ thì mình sẽ bẻ ốp vô một phân vậy, thì mình sẽ bật lật lên đây ha, thì mình sẽ bẻ ốp vô vậy mình may thôi ha cả nhà, không thành vấn đề nha. Còn Nhi thì Nhi có máy dắt sổ thì Nhi không có bẻ ốp ha, và Nhi chỉ bẻ ốp cái chốt của cái đầu dắt sổ này thôi nha cả nhà. Nhi bẻ ốp vô ha, rồi sau đó thì Nhi sẽ để thẳng lên trên đây nha. Đó, và mình sẽ vuốt phẳng cái đường lai mà nãy mình ủi nè cả nhà. Đó, mình đừng ủi nè, cho bén cho ngót nãy này ha. Thì mình sẽ vuốt phẳng im vậy ha, và mình để bằng cái ra cạnh cái hông của cái sống cửa ha, cái sống rèm cửa nha cả nhà. Rồi sau đó thì mình sẽ may bằng cái đường của dắt sổ nha. Đó, mình lại ủi nha cả nhà. Rồi, sau đó thì mình sẽ vuốt phẳng hết luôn cái lai này ha. Đó, mình dịnh từ xa nha. Đó, mình dịnh từ xa vậy ha, mình sẽ vuốt phẳng bằng cái lai dưới đây luôn ha, sau khi theo đường ủi ha. Rồi từ đó thì mình sẽ nhìn phẳng như vậy, thì mình sẽ bắt chớm mình nhìn đây ha, mình may hoài may hoài may hoài may hoài cho hết luôn cái lai nha cả nhà ha. Đó, thấy cái như may không, may hoài may hoài ha. Đó, rồi thì tới điểm dừng vậy rồi ha, thì mình sẽ chỉnh tiếp nữa nha, mình chỉnh tiếp nữa nha cả nhà, mình chỉnh cho nó bằng cái lai vậy ha. Đó, thì mình sẽ dịnh cái miếng ở dưới nha, cái phần dưới đây nha cả nhà, mình dịnh vô người mình chút xíu ha. Còn cái phần nẹp ở trên, cái phần sổ nha, ở trên cái sổ này nha cả nhà, cả nhà cho nó phía đi ra ngoài cái sau chứ chân dịch chút xíu nha cả nhà, ăn trước cái chân dịch nha. Đặng một hồi mình mai là nó không có bị dư nha cả nhà. Nếu như mình không có biết cái mẹo như vậy, hồi mình mai là bảo đảm cả nhà một hồi sẽ lùa ha. Nó lùa rồi là nó sẽ không có bị thẳng nha, nó sẽ bị dư vải nha cả nhà. Đó, cứ vậy thì mình sẽ mai tới vậy ha. Đó. Rồi, thì thao tác tiếp cũng giống y như vậy ha cả nhà. Mình sẽ dịnh thẳng im cái sóng này ha. Đó. Rồi sau đó mình chỉ dịnh thẳng em đây, cái miếng dưới mình vuốt phẳng vô người, còn cái miếng nẹp á thì mình sẽ để cho nó dùng ra ở đằng trước này ha. Đó, cứ vậy thì mình sẽ may cho hết luôn ha, nguyên một cái đường lai chỉ nè, đường lai rèm cửa nha cả nhà.
Vậy thì Nhi sẽ may hết luôn 4 cái rèm cửa nha. Đó, rất là đẹp nha cả nhà. Rất là dễ may. Cái thao tác Nhi chỉ như vậy thì cả nhà mình rất là dễ may luôn á. Tuy rằng các chị em nào mà không may gành lắm thì có thể cũng may được luôn á cả nhà. Ha. Cái đường mà cái to bản lai này ha, nó to cả nhà, nó cũng rất là khó may ha, chứ không dễ may đâu. Thì cả nhà mình biết cái mẹ như Nhi chỉ vậy thì cả nhà mình may là bảo đảm không bao giờ bị vặn ha. Mình cứ vậy thì mình may may theo cái đường cái bài sổ ha. Cứ vậy mình may tới ha, cho hết luôn nha cả nhà. Đây cả nhà, thì sau quá trình thì Nhi cũng đã may xong rồi ha. Nhưng mà cái này Nhi may xong rồi thì Nhi đã gấp ship luôn rồi nha cả nhà. Đây là 4 bộ rèm cửa ha. Thì Nhi không có quay công đoạn gấp ship ha, và Nhi cũng không có quay công đoạn ủi luôn nha cả nhà. Tại lúc đầu thì Nhi đã ủi rồi, thì Nhi chỉ may xong rồi Nhi giao thôi chứ Nhi không ủi nữa ha. Thì đây là đường kim mũi chỉ sau khi Nhi may rồi cả nhà, nhìn là đường kim mũi chỉ nè đó. Và cái to bản của cái lai này rất là đều luôn nha cả nhà, rất là đẹp luôn đó. Đường kim mũi chỉ cả nhà, nhìn đường kim mũi chỉ nè, rất là sắc sảo luôn cả nhà, rất là đẹp luôn. Và to bản rất là đều nha cả nhà, to bản của nó rất là đều ha, không cần ủi nữa nha cả nhà. Nhi đã ủi một lần rồi là Nhi không ủi nữa ha. Đó, còn bên đây là phụ kiện ha, và cái phần lai dư á Nhi cắt bỏ thì Nhi cũng gấp ship lại, là Nhi cũng gửi cho khách luôn nha cả nhà. Tại vì cái này là Nhi nhận qua trung gian ha, Nhi không có trực tiếp gặp khách ha, cho nên là Nhi sẽ để lưu nguyên cái nguyên thủy cho khách luôn ha, để cho khách xem nha cả nhà. Đó, thì còn cái này là bộ móc của người ta ha, còn ở đây là phần lai dư ha, thì Nhi cũng gửi cho khách luôn ha cả nhà. Còn ở đây thì sau quá trình thì Nhi cũng đã gấp xếp xong 4 bộ rèm cửa này rồi ha cả nhà ơi. Cái màu be này đẹp quá cả nhà ơi. Cái màu be rất là đẹp luôn á. Vậy thôi, Nhi xin kết thúc video đây nha cả nhà. Cả nhà xem mới nhớ cho Nhi xin một like, một đăng ký, một chia sẻ nha cả nhà. Để Nhi có động lực, có Nhi làm nhiều clip hay, nhiều video đẹp, cả nhà mình tham khảo và tìm hiểu nha cả nhà ơi. Nhi cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn á. Cả nhà nhớ cho Nhi xin một like, một đăng ký, một chia sẻ nha cả nhà. Bye bye.